Chào mọi người nhé. Hôm nay mình review cho các bạn xem chiếc ô tô điều khiển từ xa. Đây là tên hãng. Ô tô này mình mua 260.000 nhé. Mua về cho con của mình chơi vì con của mình thích chơi ô tô. Đây, giờ mình sẽ khui ra cho các bạn xem. Đây là điều khiển này chạy bằng pin nhé. Mình sẽ mở xoay pin tiêu. Đấy, siêu xe. Con ô tô này khá là chắc chắn. Đây là xe địa hình. Đây mình sẽ mở cho các bạn xem pin. Đây, pin này nó xài bằng pin sạc nhá. Các bạn sạc thì các bạn rút ra sạc, nó kèm theo một dây sạc nhé, dây sạc pin sạc được, sạc cũng ok. Công tắc bật. Chiếc xe này thì chạy cũng khá là nhanh nhé. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sạc pin. Thì hôm qua thì mình lấy ra cho cu chơi. Cu chơi hết pin này. Mình đã vừa rút ra đây này. Đây, một cái chút đi cắm ra. Giờ mình sẽ mang lên nhà sạc. Đây là cụ sạc của nó nha. Sạc này các bạn dùng đầu sạc điện thoại. Mình mua nó được tặng cái dây sạc này thôi. Dây sạc. Mình sẽ gắn vào. Các bạn gắn vào như thế này. Ăn đúng đầu không được. Không.